Hiện nay, nhiều người dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo tại Việt Nam đang thích thú và sử dụng ứng dụng tạo ảnh hoạt hình để tạo ra những bức ảnh khác biệt cho riêng mình. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tay cho tội phạm lừa đảo. Khi người dân tải và sử dụng các ứng dụng tạo ảnh hoạt hình, có thể lộ thông tin cá nhân kèm theo hình ảnh, gồm thiết bị, thời gian, vị trí chụp ảnh. Khi người dân tải ứng dụng và truy cập trên thiết bị điện tử, sẽ có nguy cơ thông tin cá nhân bị đối tượng xấu thu thập. Sau khi có các thông tin trên, các đối tượng xấu sẽ tạo video giả mạo thông qua công nghệ deepfake, là một kỹ thuật tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, có thể gắn khuôn mặt của người này sang người khác trong video, thực hiện cuộc gọi video call, lừa đảo người thân của nạn nhân. Ngoài ra, các hình ảnh thu thập được qua các ứng dụng này, các đối tượng sẽ đánh cắp tài khoản cá nhân của người dùng, thực hiện hành vi lừa đảo. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chọn lọc và sử dụng các phương thức, ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đọc kỹ các điều khoản, yêu cầu trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Trước khi cài đặt bất cứ ứng dụng nào trên thiết bị điện tử, người dân cần xem xét những quyền mà ứng dụng yêu cầu được truy cập.